Hello, chào mọi người buổi sáng nha. Hello, buổi sáng nha mọi người nha. Mọi người thấy em đi tập thể dục có giỏi không? Em đi nè, em đi tập thể dục có giỏi không mọi người ơi, mọi người ơi. Thể dục nha. 2 3 2 3 2 3 buổi sáng dậy vệ sinh cho em, mình dậy vệ sinh cho em Vinh xong là dẫn em Vinh đi chơi nè, dẫn em Vinh đi hóng gió nè, đi hóng mát nè, chứ em Vinh không chịu ở trong nhà đó. Mọi người nghe tiếng chim hót không? Tiếng chim hót líu lo kia, ông mặt trời lên cao sáng rõ. Em rửa mặt thật sạch, em chà răng trắng tinh, mẹ đưa em đến trường, gặp lại bạn, gặp lại cô. Leo 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 leo. Mọi người ơi, mọi người hãy xem kênh mẹ Kinh và ủng hộ mẹ Kinh nha. Kênh mẹ Kinh Mom và video của mẹ Kinh nè. Đó, thì mình kênh mình đã chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mẹ Kinh ở quê nha, quê ngoại nha. Về quê ngoại lúc trước là mẹ con Kinh ở với ba ở dưới Sài Gòn, nhưng mà hôm nay về ngoại tránh dịch nè. Dịch dữ quá không dám ở Sài Gòn, có con nhỏ không dám ở Sài Gòn, Hương về quê tránh dịch nè. Mình vừa về là xe khách được chạy luôn, ba bị nhốt ở Sài Gòn rồi, ba không về thăm mấy em được. Nghe em, nhìn con chó ở quê thì mấy em được nhìn chó, nhìn gà, được đi chơi xung quanh nhà, hít thở không khí trong lành, còn ở Sài Gòn thì bí bách quá. Nhưng mà lại có ba. Na 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 na. Mọi người thấy em ghi chưa? Mọi người thấy em ghi tập thể dục buổi sáng chưa? Chưa. Gói đưa cái cây cho mẹ đi, đừng có lấy cái cây đó con. Lì quá nó không nghe. Vô nhà đi, đưa cây đây, đưa cây mẹ đi, đưa cây mẹ nha. Qua đây ngồi nè, qua đây ngồi nói chuyện ba nè. Qua đây. Tháng của mọi người ăn được gì rồi? Em Vinh 7 tháng ăn bột và mình đang giảm cháo cho em Vinh nha, cháo rai rau củ thôi. Đây, đại ca Gôn đây, anh hai hôm qua cắn em một cái vô cái mông, khóc quá chừng khóc luôn. Anh hai, hello đi anh hai. Hello, nói chuyện như tiếng Anh vậy, nói chuyện như mấy ông Tây vậy, mấy ông Tây đua. Anh hai thương em không? Anh hai thương em không? Thương em hung em đi. Đừng cắn em nữa nghe chưa? Cắn em khóc quá, chừng khóc luôn. Cắn gì? Bị bể hết răng luôn á. Răng nắng.
chạy quá chân, chạy luôn, chạy quá chân, có bắp chân luôn, thật cầu thủ luôn nè. Cầu thủ đi, cầu thủ đi, em cầu thủ đi. Đây là gôn, đây là anh hai gôn, đây là em út gin, em út gin nè, em út gin, gôn và gin, gôn và gin là hai anh em, hai anh em rất thân, rất thân. Mọi người xem kênh Mama Baby Gin và nhớ ủng hộ mẹ Gin nha, để mẹ Gin có động lực ra những video tiếp theo nha mọi người. Video tiếp, những video của mẹ Gôn thì chỉ chia sẻ về cuộc sống của mẹ Gôn ở nông thôn thôi, ở nhà ngoại nè. Mẹ Gôn sẽ chia sẻ bí quyết nuôi con của mẹ Gôn nha. Hiện tại là bé Tuyết là 7 tháng rồi, được gần 15 kg nè. Như vậy là cái cân nặng của bé đó bình ổn chứ mọi người. Còn bé này là được 7 tháng mà bé được gần 10,5 kg à. 7 tháng mà được 10,5 kg nè. Mọi người bảo em bé rất là trộm vía nha. Thì mọi người có thấy em Vinh trộm vía không? Mọi người có thấy em Vinh trộm vía không mọi người? Em Vinh trộm vía không? Đó, khó chịu rồi, khó chịu em Vinh buồn ngủ rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mẹ Vinh nha. Cảm ơn mọi người. Thì mọi người hãy chia sẻ.